Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Đón xuân vui không? Sáng nay hy vọng rằng không có bánh tét, bánh chưng dính ai đó đến hội thánh của Chúa. Amen. Tất cả chúng ta sẵn sàng để nghe lời của Chúa. Chúng ta cùng nhau đồng đứng lên. Chúng ta dở Sáng Thế Ký đoạn 22. Sáng Thế Ký đoạn 22. Đoạn Kinh Thánh này có 24 câu, khá dài, nhưng mà tôi cậy ơn của Chúa để đọc hết đoạn 22 này, ngõ hầu cho hết thảy con dân của Chúa đang nhóm tại hội thánh ở đây và những con cái Chúa đang theo dõi nhóm chung của chúng tôi ở trên đường truyền Internet, để rồi chúng ta biết đoạn Kinh Thánh đi nói gì và lời của Chúa sẽ phán gì cho mỗi một chúng ta trong cái Chủ Nhật mà chúng ta vẫn còn ở trong cái mùa xuân 2024. Amen. Và tôi tin nếu ta nghiêm túc với cả lòng khát khao thì đây là lời Rema, đây là lời tỏ ra của Chúa để chúng ta kinh nghiệm phước lành và những phép lạ sẽ đến với chúng ta trong năm 2024 này. Amen. Xin mời Hội Thánh lắng nghe tôi xin đọc. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng: hỡi Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Abraham dậy sớm thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi đã dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên, thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng: hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chỗ kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người. Abraham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Isaac đang nói cùng Abraham cha mình rằng: hỡi cha. Người đáp: con ơi, cha đây. Isaac nói: củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng: con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy. Tại đó Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để lên đóng củi trên bàn thờ. Abraham bèn giơ tay ra, cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trên trời kêu xuống mà rằng: hỡi Abraham, Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Thiên sứ phán rằng: đừng trà tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ chẳng tiếc với ta con ngươi, tức con một người. Abraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực sừng mắt trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh, bởi cớ ấy ngày nay có tục ngữ rằng: trên núi của Đức Chúa sẽ có sắm sẵn. Thiên sứ của Đức Chúa từ trên trời kêu Abraham lần thứ hai mà rằng: Đức Chúa phán rằng: vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lại lấy chính mình ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như các bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành của nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ đó, nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Đoạn Abraham trở về nơi hai người đầy tớ, họ đứng dậy đồng nhau đi về Beersheba. Abraham cứ ở tại Beersheba. Sau các việc đó, người ta thuật với Abraham tin này rằng: này, nàng Minh Ca cũng sanh con cho em ngươi là Naco. Con trưởng nam là Uxơ, em trai Buxơ, Kemuel, cha của Aram, Keses, Haso, Findat, Chiplap và Betuel. Betuel là người sanh Rebecca. Minh Ca sanh 8 người con trai đó cho Naco, em của Abraham. Còn người vợ nhỏ tên là Reuma cũng sanh con là Tela, Gaham, Tất-Hách và Ma-Aka. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung với tôi câu thứ 12 và câu thứ 16. Chúng ta bắt đầu đọc. Vào mình con trẻ và chớ làm hại đến nó,
Vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, vợ cơ đó không tiếc với ta con ngươi, tức còn một người. Chúng ta cùng nhau đọc câu thứ 16. Đức Chúa Trời phán rằng, vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một người, thì ta lấy chánh mình ta mà thề rằng. Xin mời Thánh cùng hiệp ý với tôi trong lời cầu nguyện. Hỡi Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật, đấng mà qua lời bài hát chúng con đã mời Ngài ngự đến nơi đây, làm chủ giờ nhóm của Chúa, của Hội Thánh Chúa, làm giáo sư để dạy chúng con hiểu về lẽ thật là lời của Đức Chúa Trời, lời có thẩm quyền để đem phước lành hoặc tai họa đến với chúng con. Phước lành khi chúng con vâng lời Ngài, và hoạn nạn khi chúng con bất tuân lời của Ngài. Lạy Chúa, lời của Chúa đã được đọc lên, lời không bao giờ thay đổi. Câu chuyện này dường như quen với chúng con, nhưng Thánh Linh yêu dấu ơi, bởi sự diện của Ngài, hãy làm cho lời của Chúa trở nên gần gũi với chúng con hơn bao giờ hết. Hãy làm cho lời của Chúa trở nên quan trọng với chúng con trong năm 2024 này, để chúng con tiếp tục được phước, để chúng con tiếp tục nhìn thấy những phép lạ, những điều lạ lùng xảy đến với đời sống của chúng con, gia đình chúng con, hôn nhân chúng con, chức vụ của chúng con, dòng dõi của chúng con nữa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin trân trọng kính mời Thánh đồng an toàn. Với 24 câu kinh thánh và câu chuyện rất là nổi tiếng ở trong Cựu Ước, một người đi theo Chúa Giêsu lâu, nếu ta đi trên một năm và chúng ta đọc bắt đầu từ Sáng Thế Ký, thì chúng ta biết cái câu chuyện này là một câu chuyện rất mầu nhiệm, một câu chuyện chứa đựng cái sự dạy dỗ của Chúa rất là sâu sắc. Và những ngày qua khi tôi tìm kiếm lời của Chúa cho chính mình và cho hội thánh của Chúa, Chúa nhắc nhở tôi câu chuyện này. Và khi tôi đọc kỹ lại với 24 câu này, đặc biệt từ câu thứ 12 đổ đi, thì sáng nay tôi sẽ chia sẻ với anh em một cái chủ đề, đó là phước lành sẽ đến, phép lạ xảy đến sau khi vâng phục Chúa. Tôi lặp lại cái chủ đề: phước hạnh sẽ đến, phép lạ sẽ đến sau khi chúng ta vâng phục Chúa. Amen. Anh em là một người theo Chúa Giêsu, thì nếu ta hỏi 100 người thì ta sẽ nhận câu trả lời đó là: bạn có muốn được phước không? Tất cả nói muốn chứ. Bạn có muốn thấy phép lạ của Chúa xảy ra không? Muốn chứ. Nhưng anh em, đối với tôi, phước hạnh từ Đức Chúa Trời mà ngồi không tự động đến với chúng ta. Phép lạ của đấng hay là phép lạ cũng không tự ý đến với tôi hay đến với con dân của Chúa đang ở đây, hoặc là những người đang theo dõi sứ điệp này hôm nay. Và có nhiều người theo Chúa, có những người làm con cái của Chúa, có những người làm người hầu việc Đức Chúa Trời, họ không biết làm bí quyết nào để phước hạnh đến với họ. Có nhiều tôi tớ của Chúa thay đổi ý định của Chúa cho mình á, như trở lòng bàn tay. Họ thay đổi ý định mà Đức Chúa Trời đã định cho, sự kêu gọi của Chúa cho họ, thay đổi như lòng bàn tay. Và vì cái đó mà tôi nhìn thấy họ không được phước, và chức vụ của họ không có một phép lạ nào xảy ra cả. Và nhiều con cái của Chúa ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta rất trung tín đi nhóm lại, nhưng trung tín không phải là chìa khóa để đem phước hạnh đến chúng ta. Có những người đi nhóm mỗi Chủ nhật nhưng không vâng phục lời của Chúa. Sự vâng phục và trung tín hai điều này khác nhau, cho tôi nghe chị amen. Sự vâng lời Chúa và trung tín đi nhóm lại, nó khác nhau một trời một vực. Có những người Chủ nhật nào cũng đi nhóm,
những người trung tín trong việc phục vụ trong ban thờ phượng, trung tín đi truyền giáo, trung tín giảng mỗi ngày chủ nhật giống như tôi. Nhưng điều đó không nói phước đến với tôi hay là phép lạ đến với tôi. Amen. Và quý bạn chị em, trừ khi chúng ta vâng phục Chúa. Sự vâng lời, sự vâng phục Chúa quan trọng lắm. Đến mức trong Sáng Nhất đoạn thứ 15, lời của Chúa phán rằng sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. Anh em, đời cựu ước của tế lễ quan trọng lắm. Dân một con chiên được một tuổi không thì không viết rất quan trọng. Amen. Amen. Dân dầu ô liu để có dầu thắp cho đèn bảy ngọn rất quan trọng. Dân bột lọc là công khó của những người phụ nữ, những người Hebrew. Họ phải ngâm bột, sang bột, luyện bột, nhồi bột rất nhiều thời gian để dân bột lọc đến cho các thầy tế lễ làm bánh trần thiết, phải không ạ? Nó quan trọng lắm anh em. Nhưng mà chính Đức Chúa Trời đã phán rằng sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. Sự vâng lời Chúa tốt hơn hướng dẫn thờ phượng. Sự vâng lời tốt hơn thi hành chức vụ. Amen. Amen. Sự vâng lời Chúa tốt hơn làm một mục sư hội trưởng. Sự vâng lời Chúa tốt hơn một người được người khác gọi là mục sư hay là gọi là thầy, mà đời sống người đó không vâng lời Chúa. Sự vâng lời Chúa tốt hơn người làm ở phòng media. Sự vâng lời Chúa tốt hơn làm công tác thiện nguyện. Sự vâng lời Chúa tốt hơn của tế lễ. Sự nghe theo tốt hơn mở chuyện đường. Và khi tôi đọc và suy gẫm toàn bộ Kinh Thánh thì tôi thấy rằng không ai vâng lời Đức Chúa Trời mà đời sống người đó không được phước, không. Nhưng mà tôi nhìn thấy toàn bộ Kinh Thánh qua 66 sách. Hễ một tôi tới của Chúa nào vâng lời Đức Chúa Trời, đầu phục thẩm quyền lời của Chúa, thì người đó được phước, con cái người đó được phước, dòng dõi người đó được phước. Amen. Anh em, sự vâng phục Chúa rất rất quan trọng. Sự vâng lời được định nghĩa theo ngôn ngữ Hebrew là ngôn ngữ của dân Do Thái. Vâng lời có nghĩa là nghe lời theo nghĩa đen luôn. Amen. Amen. Ba người chúng ta thừa nhận Đức Chúa Trời là chủ của chúng ta, là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chỉ có mình tôi giơ tay. Rồi có nhiều người còn sợ giơ thấp thấp như Hải, đầu bạc giơ thấp thấp. Tôi xin hỏi lại một lần nữa nha. Bao nhiêu người tin và biết chắc rằng Đức Chúa Trời có thẩm quyền cuộc đời của tôi và anh em? Anh em, thì nếu chúng ta thừa nhận điều này thì bắt đầu từ ngày hôm nay hãy học tập vâng lời Ngài. Và tôi nhìn thấy toàn bộ Kinh Thánh, hãy ai không vâng lời Chúa, người đó tôi nói anh em là ngóc đầu không lên. Người đó đi đâu, đến độ Kinh Thánh nói gì, đất mửa người đó ra. Đất mà nó cũng chê cái người đó ở, nó từ chối. Đến người đó trồng cái cây cũng không phát triển. Người đó làm cái gì để đất đó không phát triển, và đời sống của người đó là đất nó mửa ra. Tôi nói anh em là đất mửa ra là có nghĩa là nói lên cái đời sống trong vườn tược, chăn nuôi, làm việc sinh sống đất này, chúng ta đã bị rủa xả mất rồi. Có những người gia đình mình rất giàu có, nhưng mà đời sống của người đó ngóc đầu không lên. Đời sống của người đó không một chút được phước gì cả. Và tôi tìm được một vấn đề, đó là vì cớ không vâng lời Đức Chúa Trời. Cái thứ hai, nói một con người không vâng lời Chúa, toàn bộ Kinh Thánh đã kỹ thuật là cái hậu quả sự không vâng lời Đức Chúa Trời, đó là làm cái gì cũng thất bại. Adam Eva trước khi bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, trước khi ông bà chưa bất tuân mạng lệnh của Chúa, ông bà còn vâng lời đó, phải không ạ? Thì ông bà ngày nào còn vâng lời, ông bà còn ở trong vườn Ê-đen là vườn vui thích của Đức Chúa Trời. Amen. Tôi nghe chưa? Amen. Ngày nào tôi và anh còn vâng lời, chúng ta
ta vẫn còn ở trong cái sự vui thích của Chúa, và đời sống ta đem lại tiếng cười cho người khác, cho gia đình của mình, cho tất cả chị, amen, cho cộng đồng của mình. Nhưng mà ngược lại, ngày nào chúng ta không vâng lời Chúa thì chúng ta là cái nỗi buồn ở trong gia đình và dòng tộc của chúng ta. Chúng ta về là cộng đồng buồn chán, rồi thằng đó là xuất hiện rồi. Và Adam Eva, vì có không vâng lời Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời một mai người ăn chắc sẽ chết. Và hai ông bà, đặc biệt là bà, đã bị dẫn dụ từ con rắn, được nói đến là Satan ma quỷ, đã ăn trái cấm. Và điều gì xảy ra? Đưa cho chồng, phải không ạ? Chúng thấy một người vợ bất tuân sẽ đem đến cái sự bất tuân của một người chồng, và ngược lại, một người chồng bất tuân lời Đức Chúa Trời sẽ đem sự bất tuân đó đến trên vợ của chính mình. Và ta thấy điều gì xảy ra? Hậu quả đó là bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Cho tôi nghe chị, amen. Chúng ta thấy ở trong vườn Ê-đen họ không phải làm đổ mồ hôi trắng mới có mà ăn, phải không? Cho tôi nghe chị, amen. Họ không cần làm đổ mồ hôi trắng mới có mà ăn. Họ không cần phải nhặt hạt điều mệt mỏi chạy xe với nô thầy Sơn nói chào cha mà cha không biết gì hết, bởi vì phải đến vườn điều chứ không phải vườn Ê-đen. Anh em hãy nghe kỹ điều này. Ở trong vườn Ê-đen, Adam và Eva không cần phải làm cái gì để có ăn, bởi vì họ hưởng cái phước của Đức Chúa Trời ấy. Nhưng buổi sáng họ phạm tội, buổi chiều họ bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, và bắt đầu sự rủa xả giáng trên Eva lẫn Adam và lẫn cái con vật đó, phải không ạ? Có phải không anh em? Và bắt đầu họ phải làm đổ mồ hôi trắng mới có mà ăn. Ngày hôm nay tôi không dạy anh em rằng không đi làm, ngồi đó để chờ phước của Chúa, không. Nhưng vấn đề chúng ta làm mà chúng ta thấy phước của Chúa đổ trên việc làm của chúng ta không? Hay đầu năm đến cuối năm tiền công đựng trong túi lũng, chúng ta mất hết. Nhiều người bỏ rất nhiều thời gian cuộc đời của mình đầu tư vào việc làm, việc làm, việc làm. Sáng đi làm, trời tối về, chúng ta mới về. Một người làm thế 2-3 job, đúng một cái, mất hết. Tại sao vậy? Trong tất cả các thất bại, chúng ta hãy nghiêm túc đi. Trong tất cả các thất bại về cuộc đời của chúng ta, trong thất bại về chính phủ của chúng ta, tôi đã từng nghiêm túc ngồi lắng lòng mình trước mặt Chúa và xin Chúa chỉ ra cái sự bất tuân của con ở chỗ nào để rồi con đối diện với sự thất bại này em ấy. Và 100 lần thất bại thì tôi nói em rằng gốc rễ của sự thất bại đó là sự bất tuân lời của Đức Chúa Trời. Tất cả chị, amen. Như vậy anh em thấy điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ cho chúng ta, câu 1 của đoạn 22 này, Kinh Thánh nói ngắn lắm. Khi mọi việc kia đã xong, Đức Chúa Trời bèn thử Abraham. Anh em để ý giùm tôi câu này. Bao nhiêu người biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta đã đấng hay thử á, thử lòng con người. Anh em, Đức Chúa Trời của tôi biết một cách rất cá nhân, Ngài thử lòng của tôi. Nhưng trước khi tôi nói điều này, tôi muốn nói sau những việc kia đã xong. Việc kia là việc gì vậy? Là việc ông bà son sẻ, phải không ạ? Có phải không ạ? Và bây giờ có con, một chức vụ son sẻ, bây giờ ô có hội thánh, à xây nhà đẹp đẽ, dàn âm thanh, ghế nệm, phòng gió máy lạnh, phải không ạ? Ô ban thờ phượng mặc áo đồng phục, tất cả đó tôi nói em nó chỉ là hình thức bên ngoài, không đem sự diện của Chúa đến đâu. Dàn âm thanh không đem sự diện của Chúa đến đâu. Amen. Mặc bộ lam áo quần giống như thầy tu sáng nay cũng cái màu đó không phải đem sự diện của Chúa đến. Amen. Người mặc áo nổi nhất là Tri Ân, màu rất luminous, nhưng mà không phải vì luminous đó mà thu hút sự diện của Chúa. Amen. Thì vấn đề ở chỗ này anh em, sau những việc kia đã xong, chúng ta lưu ý câu này, đó là những điều phước hạnh Chúa làm cho Khải sau đám cưới xong. Amen. Những việc kia đã xong sau những ca giải cứu. Amen.
Amen. Sau những sự chữa lành tật bệnh siêu nhiên, amen. Amen. Sau những phép lạ Chúa làm cho chúng ta, amen. Sau những ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta, anh em đừng nghĩ rằng như vậy là đủ rồi. Nhiều năm sau công tác giải cứu xong, họ nói họ được đuổi quỷ rồi, tà linh ra rồi, ói ra nhiều rồi, thôi bây giờ đời sống của mình như vậy mình được tự do rồi. Và họ bắt đầu tự do sống theo kiểu của họ, và họ không bao giờ biết rằng Đức Chúa Trời thử họ. Amen. Amen. Nhiều người ngày hôm nay sau những sự chữa lành siêu nhiên, con biết tôi hiện giờ này đang theo dõi không? Sau khi được chữa lành siêu nhiên rồi, hãy cẩn thận. Đức Chúa Trời thử. Amen. Và đang nhiều người đã bị rớt cái chỗ này. Đức Chúa Trời thử. Thử bằng tiền bạc. Amen. Thử bằng nhan sắc phụ nữ. Thử bằng tình dục. Thử bằng dục vọng. Thử bằng ý riêng. Phải không? Có phải không? Thử trước những lời khen ngợi. Và không tỉnh. Sau chuyến đi Thái Lan vừa rồi, có những anh em tôi thấy thật đáng buồn. Bởi vì họ không biết Đức Chúa Trời đang thử họ. Đức Chúa Trời đang thử họ. Và Chúa dùng tôi nhắc nhở họ, và họ đã không tỉnh thức về điều này. Họ nghĩ rằng là họ đi trên mây rồi. Đức Chúa Trời là đấng thử Abraham. Và cùng một Đức Chúa Trời đó, Ngài cũng thử tôi và quý ông bà anh chị em. Amen. 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 Anh em, có nhiều người đã không biết điều này và đã rớt cái môn này. Chúa thử. Có những anh em ở đây tốt và xin trở lại cộng đồng, xin trở lại gia đình của mình. Và khi trở về nhà của mình làm cái gì? Mình nghĩ là ồ, thế là mình xong rồi. Mình tốt nghiệp rồi, mình nhận chứng chỉ rồi. Và mình sống theo cái kiểu của mình và không hề hay biết rằng tất cả điều đó chưa xong công việc của Đức Chúa Trời. Amen. Vẫn còn có những phước hạnh đang rất là lớn đang chờ đón chúng ta. Vẫn còn những sự sức giàu cao hơn. Amen. Vẫn còn những sự hiện diện vĩ đại hơn của Đức Chúa Trời. Mà tôi đeo đuổi, tôi thèm khát Ngài. Và tôi biết Ngài đang thử tôi. Tôi đang giảng sứ điệp này. Và những ngày qua Ngài đang thử tôi. Và tôi phải thắng. Amen. Và Ngài thử Abraham bằng cách như nào đây? Nó lại bắt con một người. Amen. Anh em biết rằng hai ông bà son sẻ, họ có con tới 100 tuổi mới có đứa con đầu lòng. Con một. Bây giờ Chúa thử bằng cách gì? Bắt con một đó, làm của lễ thiêu và giết nó đi. Anh em tưởng tượng như thế nào đây? Anh em, nếu Hải là Abraham thì sẽ nghĩ như thế nào? Nếu chị Uy là Abraham sẽ nghĩ như thế nào? Nếu mình là Abraham sẽ như thế nào? Nếu thầy Hoàng Văn Hưng là Abraham sẽ như thế nào khi Chúa bảo hãy bắt thiên bảo trở lại và giết nó đi? Thầy Hưng sẽ làm như thế nào đây? Tôi kỹ thầy Hưng sẽ nói rằng là Chúa đừng đùa với con chứ. Chúa đừng đùa với con chứ. Hay là Chúa bảo thầy Tú bắt trói lên hùng lại và giết nó đi. Chúa bảo thầy Sơn bắt Gia Phước trói lại và giết nó đi. Nếu thầy Sơn bằng với cô Vân thì nói với anh đừng giỡn nha. Anh đừng giỡn nha. Em để nó ra em mang nặng chứ anh đâu có mang nặng. Anh đừng giỡn với em nha. Ở đây chúng ta thấy Abraham đã không bàn với vợ phải không ạ? Ông vâng lời một cách rất là cá nhân. Tôi có những điều tôi vâng lời chủ cách cá nhân mà tôi không bàn với vợ của tôi. Vì tôi biết rằng nếu mình bàn với một người mà họ không đồng với đức tin của mình thì không khác nào chúng ta bàn với thịt và huyết phải không ạ? Galati sứ đồ Phaolô nói rằng khi Chúa kêu gọi tôi thì tôi không bàn với thịt và huyết. Đó là bàn với xác thịt. Amen. Bàn với con người của chính mình.
em, sau những ơn phước mà Đức Chúa Trời làm chúng ta, đừng ngủ quên trong ơn phước đó. Đừng ngủ quên trong ơn mà Chúa dùng chúng ta, amen. Đừng nghĩ rằng chúng ta ngon rồi, đừng. Đến ngày hôm nay tôi học với Chúa 33 năm rồi. Nhưng mà tôi nói đây là tôi không bao giờ ngủ quên trong những ơn phước mà Chúa ban cho tôi. Tôi không bao giờ ngủ quên trong buổi nhóm đầy dạy Đức Thánh Linh. Tôi không bao giờ ngủ quên trong cấp độ sức dầu mà Đức Chúa Trời đã sức tôi bằng Đức Thánh Linh. Tôi biết rằng trong tay của Ngài dầu vẫn còn dư ở đó rất nhiều, Ngài chưa đổ hết trên đầu tụi đâu. Anh có biết điều đó không? Ngài chưa đổ hết dầu của Ngài, dầu quý giá của Ngài trên đầu của tôi đâu. Ngài vẫn còn thử tôi để xem thử tôi vâng lời Ngài không. Amen. Và Isaac là cười. Và Chúa bảo Abraham bắt Isaac trói lại và giết nó đi. Anh em hãy nghe điều này. Chúng ta muốn được phước không? Hãy bắt Isaac làm những cái gì mà làm cho chúng ta cười, làm cho chúng ta vui, mà cái điều đó không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. 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 Hãy bắt nó trói lại và giết đi. Ý riêng có làm ta vui không anh em? Hả? Ý riêng có làm ta vui không Diệu Kỳ? Ồ, ý riêng làm ta vui lắm, khoái chí lắm. Sử dụng điện thoại ngoài cái sự quan sát của bố mẹ của mình, vui không? Vui. Vì ta sẽ chơi game nhiều hơn, phải không? Có phải không? À, mình sẽ tự do trên chiếc điện thoại đó và không ai kiểm soát mình cả. Và mình cảm thấy rất là vui. Nhưng Chúa biết rằng nếu chúng ta không cẩn thận, cái điều đó giết chúng ta. Và Chúa bắt ta phải trói nó lại và giết chết nó đi. Bao nhiêu người thấy cá tính của mình là niềm vui thích của mình gì? Tôi là vậy đó. Tính tôi là vậy đó. Và cái tính tôi là vậy đó, cho nên từ đời này qua đời nọ chúng ta vẫn là vậy, chứ chúng ta không là giấy. Amen. Chúng ta vẫn vũ như cẩm và vẫn như cũ, không có gì thay đổi một chút. Vẫn vậy thôi. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đã không vâng lời Chúa. Và ngày nay Isaac trong Tân Ước này là cái cười của chúng ta, nằm trong Galati đoạn 5 nói về xác thịt, phải không ạ? Ăn uống có làm ta vui không? Hello? Ăn uống ta làm vui không? Thôi, đừng để cái vui đó đánh mất đời sống tin kính Chúa của chúng ta. Đi chơi nhiều vui không? Vui. Nhậu nhạc vui không? Vui. Say xỉn vui không? Nó có cái vui của nó. Luôn tuôn vui không? Vui. Và Chúa bảo ta phải giết chết những xác thịt đó, amen. Ý riêng hãy giết chết nó, không để nó lừa dối chúng ta nữa. Tất cả các chị amen. Và chúng ta thấy Abraham vâng lời Chúa không? Xin Hội Thánh trả lời. Tôi xin hỏi lại, Abraham vâng lời Chúa không? Abraham vâng lời Chúa không? Có. Thế thì Hội Thánh của Chúa hôm nay có vâng lời Chúa không? Hả? Chúng ta sẵn sàng giết cái riêng không? Chúng ta sẵn sàng giết cái người mà mình tưởng rằng đó là cái người Chúa chọn cho mình, nhưng đó không phải là người chọn cho mình, mà xác thịt mình chọn cho mình. Con mắt này chọn cho mình, chứ không phải là Chúa. Samson là một trong những lý do này. Ông vừa khởi sự chức vụ hầu vị Chúa, ông xuống Philippines. Ông về, ông nói với ba mẹ rằng, ba mẹ ơi, hãy xuống Philippines và lấy cô con gái đó cho con, bởi vì cô gái đó đẹp mắt con. Đẹp mắt con và đẹp mắt Chúa, hai điều này khác nhau không anh em? Khác không? Khác không? Khác. Khác. Và có nhiều người không nhận ra cái vấn đề này. Đẹp mắt con, hạp nhãn con, hạp
khẩu con là biết ăn uống, biết ăn chơi như con. Hát vì cớ săn sóc o bế con. Và cái này là cái chết. Cái này là cái chết. Có nhiều người đã chọn vợ cho mình theo nhãn quan của mình. Ồ, thân hình bốc lửa, dễ dàng với mình, dễ dãi với mình, cái gì cũng chiều mình hết. Vì đó là thời điểm yêu thôi. Về sống chung mới biết như thế nào là yêu. Và chúng ta đi tiếp. Như vậy tôi muốn hỏi lại một lần nữa, Abraham có vâng phục lời của Đức Chúa Trời không? Câu Kinh Thánh mà tôi đọc tôi suy gẫm hoài. Đó là câu 9. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy, tại đó Abraham lập bàn thờ. Chúng ta thấy ông xác quyết phải không ạ? Ông không nhẫn nại gì cả. Và trước khi câu 9 này thì câu số 7, Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng, hỡi cha. Người đáp, cha đây. Isaac nói gì? Củi đây, đang ở trên lưng của Isaac phải không ạ? Lửa đây, Isaac đang cầm lửa trong tay. Nhưng chiên con ở đâu mà làm củi lễ thiêu em em? Abraham có biết cái người vừa hỏi đó là củi lễ thiêu không? Ông biết. Ông đau lòng đó lắm anh em. Ông đau lòng lắm anh em. Bao nhiêu người biết rằng khi chúng ta quyết định không làm theo ý riêng, nó đau lòng chúng ta. Nó đau không? Đau lắm đó anh em. Bởi vì ý riêng lúc nào nó cũng vui thích cả. Ý riêng lúc nào nó cũng có hấp dẫn của nó cả. Và Isaac bắt đầu lên tiếng hỏi cha của mình. Và tôi suy gẫm rằng Abraham rất đau lòng, bởi vì chính đứa con mình hỏi và nó không hề hay biết rằng nó là của lễ. Amen. Amen. Nó sẽ bị giết trong vài phút nữa. Và Abraham nói gì? Đức Giê-hô-va sắm sẵn cho chúng ta con chiên để làm của lễ. Và Hebrew nói gì? Vì Abraham tin rằng Đức Chúa Trời có thể khiến cả chết sống lại phải không ạ? Ông có một đức tin đó. Khi ta giết được dục vọng của mình, khi ta giết được ý riêng của mình, con người thật của chúng ta về tâm linh sẽ sống động anh em. Tôi nghe chị amen. Còn có người chỉ biết sống cho nhục dục, sống cho tư dục của xác thịt, ăn, chơi, ngủ, nghỉ và làm thì ý riêng của mình, thì con người đó không bao giờ có cái sự sống tâm linh tốt được. Vì ngày nay chúng ta là con người thiêng liêng, chứ chúng ta không phải là con người thiên nhiên nữa. Amen. Amen. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con người thuộc linh. Nhưng Abraham trong câu số 9, ông lập bàn thờ, chất củi lên và hành động. Sau đó nói lên sự xác quyết vâng lời Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối. Đó là ông bắt Isaac, ông trói lại. Có phải không? Có phải không? Rồi ông trói lại để ông đâu? Ông chở phải không? Không. Ông để lên đống củi trên bàn thờ. Theo anh em thì Isaac sẽ như thế nào đây? Kinh Thánh không có nói là Abraham lấy dẻ nhét vào miệng của Isaac. Tôi tin rằng Isaac có thể kêu rống lên như con bò, như con chiên trước giờ chết phải không ạ? Bài ba, tại sao ba làm điều này cho con? Tại sao ba giết con? Anh em, khiến ta quyết định làm thầy riêng, cái xác thịt này nó lên tiếng không anh em? Ờ, Tuấn Anh ơi, Lộc ơi, sao lại bây giờ giết xác thịt, giết cá độ bóng đá làm gì? Lầu đầu là một cái cho tim đập mạnh cho vui. Ờ, nó có thể nói, Khả ơi, sao từ bỏ cái nhục dục như vậy? Vì nó là vui thích mà. Nó nói với Hải Ni rằng, sao từ bỏ vậy? Vì đó là vui thích của ngươi mà. Ta và ngươi đã sống bao nhiêu đời đây rồi mà. Có phải không?
Ồ, sao từ bỏ đi, vì cô gái nó đẹp mà, ăn nói có duyên mà, lanh lợi mà, chiều cao cũng tốt mà. Anh em, nó lên tiếng, nhưng Abraham câu số 10, chúng ta nhìn thấy điều gì ở đây? Abraham bèn giơ tay ra, cầm lấy dao đặng giết con mình. Anh em, đây là giây phút đỉnh điểm của sự vâng lời Đức Chúa Trời. Đây là đỉnh điểm của sự vâng lời. Thế anh em, Đức Chúa Trời có thấy Abraham chắc cụ trên lưng Isaac không? Có. Anh em có thấy, có tin nào Đức Chúa Trời thấy và Đức Chúa Trời nghe Isaac hỏi cha của mình không? Nghe. Anh em có tin rằng Đức Chúa Trời thấy Abraham làm bàn thờ, cất củi lên, bắt Isaac trở lại và đặt Isaac đi bàn thờ không? Thấy. Nhưng Đức Chúa Trời không làm gì hết. Cho đến khi Ngài thấy sự vâng lời tuyệt đối. Cho tôi nghe chữ Amen. Cho tôi nghe chữ Amen. Cho đến khi Đức Chúa Trời thấy Abraham vâng lời tuyệt đối. Và đây là điều tôi muốn trả lời cho anh em. Tại sao có những người đi với Chúa mà không được phước? Tại sao có nhiều người đi với Chúa không được chữa lành? Tại sao có nhiều người đi với Chúa không thấy phép lạ xảy ra? Tại sao có nhiều người đi với Chúa chẳng thấy một điều gì xảy ra trong đời của mình cả? Bởi vì bao nhiêu người thừa nhận rằng chúng ta đã chưa từng vâng lời tuyệt đối. Chúng ta vâng lời rất nửa vời, 50-50. Mình vâng lời Chúa trong công tác giải cứu. Nhưng sau khi mình được giải cứu, mình còn vâng lời Chúa không? Amen. Mình còn giữ mình không? Mình còn giữ đôi mắt của mình không? Mình còn giữ đời sống của mình, đó là nghiêm túc và kỷ luật không? Amen. Amen. Sau khi mình được Chúa sức dầu ở một cấp độ nào đó, mình cầu nguyện cho người ta được chữa lành. Sau những ngày đó, mình còn thực sự kính sợ Đức Chúa Trời không? Amen. Amen. Samson đầy quyền năng anh em. Nhưng có một điều ông đã không vâng lời Đức Chúa Trời tuyệt đối. Đó là chuyện tình cảm của ông em. Có phải không ạ? Ông đầy quyền năng, ông đầy quyền phép, ông đầy sức mạnh của thần linh Đức Giê-hô-va. Nhưng có một nhược điểm trong đời sống của Samson. Đó là ông đã không vâng lời tuyệt đối. Ông vẫn còn dành thời gian để yêu những cô gái bốc lửa. Và cuối cùng, chính con mắt mà ông nói là đẹp mắt con đó đã bị quân thù nghịch Philippines móc lấy, phải không ạ? Có phải không? Anh em, có những người hôm nay họ thấy người này bị bệnh tật, họ thấy và họ nhận biết người này có linh gì, nhưng đôi mắt của họ đã bị móc vì cớ họ không thắng hơn về tình yêu, tình cảm, tình dục. Hỡi Hồ Thánh của Chúa, tôi muốn nói điều này một lần nữa. Anh em thấy Abraham vâng lời tuyệt đối không? Bao nhiêu người nói amen? Đức Giê-hô-va đã không can thiệp khi Ngài thấy ông trói Isaac là không. Đức Giê-hô-va chỉ can thiệp khi thấy ông bắt đầu vung dao lên, phải không ạ? Amen. Mà không phải vung dao giả đò, không phải vung dao đóng kịch, amen. Vung lên rồi để coi Đức Chúa Trời có giải cứu không? Hay là mắt biết biết để coi thử có ai đến cứu giúp mình không, cứu mình ra khỏi cái vụ này không? Không. Ông vung dao lên và chuẩn bị hạ dao xuống, amen. Thì trong khoảnh khắc đó, Đức Chúa Trời thấy ông vâng lời tuyệt đối và thiên sứ bắt đầu phán, đó là đừng tra tay ngươi vào mình còn trẻ và chớ làm hại chị để nó, amen. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Và anh em thấy sau đó là gì? Câu 12. Đừng ta tay vào mình con trẻ và chớ làm hại chi đến nó, vì bây giờ ta biết rằng người thật kính sợ Đức Chúa Trời. Anh em, Đức Chúa Trời chỉ biết tôi và anh em kính sợ Chúa khi Ngài thấy chúng ta vâng lời Ngài tuyệt đối. Còn ai đó vâng lời Ngài nửa vời thì người đó 100% không có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trong con người đó. Có phải như vậy không anh em? Và điều gì đã chứng minh điều này? Đó là bởi cớ không tiếc với ta, con ngươi tức
còn một người không tiếc. Ông chỉ có một thôi, nhưng không tiếc. Anh em yêu dấu của tôi, cái điều tôi muốn nói hôm nay, chúng ta đến cái phần thứ ba. Kinh Thánh nói điều gì ở chỗ này? Câu 16, câu 17, câu 18. Tôi xin đọc. Đức Chúa Ba phán rằng vì ngươi đã làm điều đó, có là vâng lời ta, giết Isaac. Tôi và đang giết những điều khiến ta có thể vui thích, phải không? Có phải không? Giết chết nó đi. Coi chừng những con trùn nhỏ phá hại vườn nho. Amen. Amen. Và anh em, Chúa nói gì trong câu 16? Vì ngươi đã làm điều đó không tiếc con ngươi, tức con một người, thì ta lấy chánh mình ta mà thề rằng, câu 17, sẽ ban phước cho ngươi. Anh em thấy rõ ràng phước hạnh chỉ đến cho Abraham sau khi ông vâng phục Chúa, phải không ạ? Thưa các anh chị, amen. Thế thì bao nhiêu người ở đây sáng nay muốn được phước? Không còn cách nào đâu anh em, không còn cách nào đâu anh em. Hãy vâng phục Chúa. Hallelujah. Hãy vâng phục Chúa. Anh em, phước ở đây nói về phước cả thuộc linh và phước cả thuộc thể. Thuộc linh nói đến sự sức dầu càng hơn nữa. Ân thức thánh linh của Chúa tuôn đổ đến ta càng hơn nữa. Amen. Amen. Sự hiện diện của Chúa vĩ đại càng hơn nữa, càng hơn nữa. Vân vân và vân vân. Amen. Khi Phi-rơ vâng lời Chúa một cách tuyệt đối, trước khi ngày lễ ngũ tuần, ông gửi vâng lời Chúa nữa vời. Ông cứ bỏ cuộc, bỏ chức vụ, trở lại nghề đánh cá. Nhưng khi ông được Chúa Giê-xu bắt phục trên bờ biển Tê-bê-ri-a, phát có việc làm cho con rồi, thì ông đã vâng lời Chúa một cách tuyệt đối. Amen. Amen. Và Chúa dùng ông giảng bài giảng 3.000 người tin Chúa. Chúa dùng ông cầu nguyện cho một người bị bại từ thở sinh ra tại cửa đẹp công vụ đoạn 3, được chữa lành và bước đi. Amen. Và cái bóng của ông ngã lên người bệnh nào thì người bệnh đó được Chúa chữa lành, bởi cái bóng của người vâng lời Chúa. Amen. Cái bóng của người vâng phục Chúa, cái bóng của người kính sợ Chúa, amen, nó có quyền năng lắm anh em ạ. Sứ đồ Phao-lô là một con người chưa từng bao giờ vâng lời Chúa. Nhưng sau khi ông bị Chúa Giê-xu bắt phục trên đường đến Đa-mách, Chúa làm cho đôi mắt ông mù lòa. Ông ở thành Đa-mách kiên ăn 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Ông được Ananias cầu nguyện và ông được chữa lành đôi mắt. Ông được Thánh Linh của Chúa đổ đầy trên ông. Amen. Đến nỗi cái áo của người vâng phục Chúa. Amen. Amen. Đắp lên quỷ, quỷ phải hét lên và bỏ chạy. Đến nỗi ông đã cầu nguyện cho một người chết, đó là Ê-tích, ngã từ trên cao ngã xuống và ông cầu nguyện và người đó đã sống lại. Cho tôi nghe chưa? Amen. Anh em, năm mới đến, ai cũng chúc cho những điều mới. Những lời chúc đó nó chẳng hiệu nghiệm nếu đời sống của tôi và đem không có sự vâng lời Chúa tuyệt đối. Hallelujah. Amen. Amen. Anh em ơi, sự vâng lời Chúa quý lắm, sự vâng phục Chúa quý lắm. Cái phước hạnh thứ hai mà tôi nói anh em ở đây, cái chữ ban phước đó theo nghĩa thuộc thể, đó là từ cái chỗ không có sản nghiệp sẽ có sản nghiệp, không có đất đai sẽ có đất đai. Amen. Không có nhà cửa sẽ có nhà cửa. Amen. Không có vợ sẽ có vợ, mà vợ đây đến từ Đức Giê-hô-va chứ không phải đến từ chúng ta. Tôi nghe chị, amen. Tôi có học trò nhắn tin là cho con tìm hiểu. Học trò, nhưng mà vừa nhắn tin tôi thì tôi đang tìm hiểu chi mà đã nhận quần áo người ta và nhận xăm rồi, nhận này của người đang tìm hiểu rồi. Tìm hiểu cái chi mà lọ nữa. Yêu từ đời muốn thở rồi, bây giờ mới nói là tìm hiểu. Tìm hiểu cái chi lọ đó. Và tôi suy gẫm và tôi nói, Chúa, điều gì xảy ra như thế này?
điều gì xảy ra như thế này. Tìm hiểu là phải thận trọng. Amen. Amen. Phải thận trọng. Phải cẩn thận. Chứ gì mình đã nhận quà người ta rồi thì mà gọi là tìm hiểu cái chi lọ nữa. Và tôi buồn cái chỗ này. Có thể học trò của tôi thay đổi nhiều góc cạnh, nhưng cái chỗ này chưa thay đổi. Cái phước thứ ba đó là gì? Thêm dòng dõi người nhiều như sao trên trời, đông như cát bãi biển. Anh em mà ai cũng muốn dòng dõi của mình phải đông phải không ạ? Ở quê tôi Quảng Nam á, thì hay có cái văn hóa nó không đúng với lời Đức Chúa Trời, đó là nhà tư đường. Thí dụ tôi là họ Ngô thì có nhà tư đường của họ Ngô. Thí dụ cô Tuyên họ gì nhỉ? Hế? Con họ Ngô hả? Hồ hả? Ao à? Thì có cái nhà tư đường của Hồ. Anh em, họ đều muốn cái tộc của mình ai cũng muốn mạnh phải không ạ? Họ khoe, họ biểu dương lực lượng, xây cái chùa này cho tộc này, cho tộc kia, và họ biểu dương lực lượng và họ nghĩ rằng đó là cái phước. Nhưng đối với Kinh Thánh, đó là sự rủa xả cho con cháu phải không ạ? Có phải không? Anh em nghiêm túc tra đi, dòng dõi của những người xây chùa chiền từ đường đó đều có những người điên loạn, những con người bất thường xảy ra. Bởi Kinh Thánh nói chứ không phải là tôi nói. Thế thì dòng dõi đi, nói nó là bao nhiêu người muốn bày chiên mà Chúa giao người ta phát triển nè. Nó bắt đầu từ người lãnh đạo vâng phục Chúa tuyệt đối. Cho tôi nghe chị amen. Bắt đầu từ người lãnh đạo vâng phục Chúa tuyệt đối. Bao nhiêu người muốn gia đình mình được phước nào? Bắt đầu từ người chồng, người vợ, người cha, người mẹ phải vâng phục Chúa tuyệt đối. Tôi tin điều này. Con cái của mình hưởng được cái phước đó là vì cớ cha mẹ của chúng ta đã vâng lời Đức Chúa Trời tuyệt đối. Chúng ta thấy ngày hôm nay dòng dõi Abraham đầy dạy khắp đất này không? Đầy dạy khắp đất này không? Dòng dõi Abraham đầy dạy khắp đất này không? Khắp đất này. Bởi vì ông đã vâng lời Đức Chúa Trời ở thời khắc này. Hallelujah. Hallelujah. Rồi gì nữa anh em? Điều thứ ba, đây là cái phước vô cùng quý giá cho một người vâng lời Chúa, vâng phục Chúa. Đó là dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân địch. Có là sống đắc thắng. Bao nhiêu người có cha có mẹ mà muốn con của mình lớn lên và thất bại nào? Thất bại trong tình cảm, thất bại trong hôn nhân, chức vụ thất bại. Bao nhiêu người muốn điều này không? Tôi không muốn. Và tôi tin lời của Chúa nói, dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân địch. Amen. Đó là dòng dõi của chúng ta đánh thắng được ma quỷ. Amen. Thắng hơn những cạm bẫy của kẻ thù. Cho tôi nghe chữ amen. Hallelujah. Hallelujah. Và khi tôi suy gẫm, tôi nhìn thấy có những người lãnh đạo, có những người hầu việc Chúa đã không vâng phục Đức Chúa Trời tuyệt đối, cho nên con cái của họ không thắng được cửa thành quân địch. Thất bại, thất bại trong tình cảm, thất bại trong hôn nhân, không biết Chúa là ai, sống như một người trần gian này. Tại sao vậy? Bởi Đức Chúa Trời nhìn những người đi trước, amen. Vâng lời Đức Chúa Trời thì phước sẽ đổ trên hậu tự của họ. Cho tôi nghe chữ amen. Vì cái đó mà tôi có những sai lầm, tôi có những sự không vâng phục Chúa trong quá khứ. Và khi tôi bắt đầu học tập cái điều này, tôi quyết định trả giá. Đó là quyết định vâng lời Chúa và phải tuyệt đối. Amen. Amen. Tuyệt đối để gì? Để cho gia đình của tôi được phước, con gái của tôi được phước, con rể của tôi được phước, và con thuộc linh của chúng tôi được phước. Anh em là những con người đánh thắng được cửa thành quân nghịch. Chúng ta
không phải là dòng dõi nhát sợ, hèn nhát, thất bại. Bởi vì Chúa nhìn thấy những người hướng dẫn của chúng ta vâng lời Chúa tuyệt đối. Hallelujah. Và khi tôi mắc kẹt ở bên Mỹ, giữa sự so đo là ở lại hay trở lại Việt Nam, tôi là vâng lời Chúa tuyệt đối. Chúa bảo tôi về Việt Nam. Và hai vợ chồng của tôi quyết định trở về Việt Nam. Tôi vâng lời Chúa. Amen. Và những ngày qua tôi học với Chúa đã 2 năm rồi Chúa. Đã 2 năm rồi. Con vâng lời Chúa, con trở về Việt Nam. Chúa muốn con làm cái gì cho công việc của nhà Chúa tại Việt Nam? Chúa nói với tôi rằng, trước khi ta dùng con, ta muốn con thấy trước đã. Ta muốn con thấy những điều ở tại Việt Nam này trước đã. Và thật sự khi tôi nghe được tiếng đó và tôi ngồi ở trong sự nhìn của Chúa và bắt đầu ôn lại, nhìn lại trong 2 năm vợ chồng tôi về đây, và tôi giật mình, đó là Chúa đã cho tôi thấy có quá nhiều điều đau thương về hội thánh Chúa Trung. Đây là sự đau lòng. Và Chúa nói tôi, ta cho con thấy để cái gì? Con dám trả giá không? Con dám trả giá không? Con dám trả giá không? Và tôi nói với Chúa rằng, con rất cần sự giúp đỡ của Thánh Linh Ngài để quyết định trả giá. Để những điều tôi thấy đó nó không xảy ra cho những năm tôi còn phục vụ Chúa ở tại đây. Amen. Amen. Và khi tôi nhìn, tôi thấy rất nhiều. Tôi thấy rất nhiều. Từ trong hội thánh Chúa Trung, bạn đồng lao của tôi. Và tôi kinh ngạc. Đó là vì cớ tất cả những sự sụp đổ, tất cả những thất bại đến từ chỗ những người phục vụ Chúa đã không vâng lời Chúa tuyệt đối. Anh em muốn chúng ta có gia đình, chúng ta có vợ, chúng ta có gia đình và dòng dõi chúng ta đánh thắng được cửa thành của nghịch. Chúng ta có khứa nghiện, chúng ta sinh con cái ra và bao nhiêu người muốn con của mình sau này nó cũng nghiện như chúng ta. Tôi tin không ai dám giơ tay em ấy. Tất cả mọi người muốn rằng con của mình là một dòng dõi thánh. Amen. Amen. Biết kính sợ Chúa, biết vâng lời ba mẹ, biết Đức Chúa Trời của ba mẹ mình là ai. Amen. Amen. Biết Đức Chúa Trời của chính mình là ai. Và điều cuối cùng chúng ta nhìn thấy nè, xin lỗi, chưa cuối cùng đâu, điều thứ tư: bởi vì ngươi đã vâng theo lời ta dặn nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Ba người muốn rằng các dân thế gian, họ hàng trong họ hàng của chúng ta, họ nhờ chúng ta họ được phước. Ba người muốn điều này, họ nhờ chúng ta họ được phước, bởi vì họ thấy chúng ta theo Chúa được phước quá. Amen. Amen. Họ thấy chúng ta. Sáng nay tôi có nghe một lời làm chứng ở Quảng Nam, có một cặp vợ chồng trẻ thôi, vừa rồi tôi đi về ngoài Trung, tôi đi thăm Tết với họ, vợ chồng chúng tôi đi thăm Tết. Họ làm chứng gì? Tết năm nay là một cái Tết mà Chúa làm những điều lạ lùng cho vợ chồng của chúng con. Đó là thứ nhất, đó là những điều của năm cũ, cái Tết của năm cũ nó không tái diễn nữa. Đó là chồng của con là một người ăn nhậu, thích cờ bạc. Nhưng năm nay chồng của con không còn nhậu nữa. Phát lần thứ hai nha con, nó double đó. Chồng của con không nhậu trong mùa xuân này. Chồng của con không đánh cờ bạc trong mùa xuân năm nay. Chồng vợ chồng của con không cãi lộn, không đánh lộn trong cái mùa xuân năm nay. Và người vợ làm chứng mặt cười tươi như thiên sứ, bởi vì lần đầu tiên họ vâng lời Đức Chúa Trời. Amen. Các dân thế gian đều nhờ dòng dõi chúng ta mà được phước. Và phước hạnh thứ năm, anh em để ý bắt đầu từ câu 20. Sau việc đó người ta thuật lại với Abraham. Anh em để ý giùm tôi. Sau việc đó, sau các việc đó, đó là sau khi Chúa thử nghiệm Abraham bằng sự vâng lời. Amen. Amen. Đức Chúa Trời ban phước cho Abraham, nhưng Đức Chúa Trời giữ lời. Đó là
các dòng dõi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Thì bây giờ này, dòng dõi của ông đã nhờ ông mà được phước. Đó là Naco, là em của ông, có vợ nhiều năm rồi mà không có con, son sẻ. Rồi Naco vì cớ vợ cả không có con trong đời cựu ước nha, chứ đừng ai đó đang ở đây và vợ chưa có con xong nó là ô bây giờ mình đi lấy vợ bé nha, không có nha. Đây là cựu ước mà lúc đây chưa có luật pháp của Môi-se, amen. Và chúng ta thấy gì? Vì cớ không có con cho nên ông lấy một người vợ bé mong rằng có con, và vợ bé này cũng không có con. Nhưng anh em để ý, sau khi Đức Chúa Trời nhìn thấy Abraham vâng lời thì câu thứ 20 đến câu thứ 24 cho chúng ta biết rằng Naco có người vợ đã son sẻ, đã sinh con cái, amen, mà không phải sinh một nha, sinh 8 đứa. Phước bởi đâu vậy? Phước bởi Abraham. Hallelujah, hallelujah. Rồi người vợ bé của Naco cũng sinh con nữa. Sự rủa xả về sự son sẻ bị bẻ gãy bởi vì trong dòng tộc đó có một người biết vâng lời Đức Chúa Trời tuyệt đối. Thế thì hôm nay tôi nhân danh Chúa Giêsu và kêu gọi hội thánh của Chúa, nếu ta muốn dòng dõi mình được phước thì bắt đầu từ ngày hôm nay hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ cho con để con biết vâng lời tuyệt đối. Chúa Giêsu là hình ảnh ở đây. Ngài đã vâng lời tuyệt đối, amen, amen. Ngài đã vâng lời tuyệt đối vì Ngài, Đức Chúa Cha đưa Ngài vào thế gian này, đó là chịu thích đền tội cho nhân loại. Và điều này phản ảnh trong vườn Gethsemane. Lạy Cha, nếu có thể được, xin Cha cất chiến đắng này khỏi con, nhưng theo ý Cha chứ không phải theo ý con. Hallelujah. Và Chúa Giêsu đã vâng lời tuyệt đối. Và chúng ta thấy Đức Chúa Trời giữ lời hứa tất cả mọi nơi trên khắp thế giới này nhờ Chúa Giêsu được phước. Có đúng như vậy không? Nhờ Chúa Giêsu được cứu. Amen. Đây là phân đoạn Kinh Thánh mang chất tiên tri về chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu. Hallelujah. Cho đến ngày hôm nay, anh em, tất cả chúng ta có thể giống như Naco, đó có một sự rủa xả không sanh sản, có một sự rủa xả nghèo đói, có một sự rủa xả về cớ cực, có một sự rủa xả về thất bại, có một sự rủa xả trong hôn nhân chăng? Thì hãy nghe điều này. Phước hạnh không đến bởi sự đặt tay đâu nhé. Anh em hãy để điều này. Phước hạnh nó đến từ sự vâng lời. Cho tôi nghe chị amen. Dù tôi có đặt tay trên khải cỡ nào, dù tôi có đặt tay trên người bạn này thế nào, dù tôi có đặt tay trên nghĩa thế nào, mà những con người được đặt tay không vâng lời Đức Chúa Trời cách tuyệt đối thì chẳng bao giờ phước hạnh và phép lạ xảy ra. Cho tôi nghe chị amen. Nhưng nếu tôi đặt tay và nếu tôi không đặt tay mà Chúa thấy trà vâng lời, Chúa thấy thuyết vâng lời, Chúa thấy chịu kỳ vâng lời, Chúa thấy ăn con bố tưởng ông già nào đang ngồi đây chứ. Oh man. Đức Chúa Trời nhìn thấy Huy vâng lời, nhìn thấy A Minh vâng lời, nhìn thấy anh Hà vâng lời, nhìn thấy Tuyền vâng lời, nhìn thấy Bình, nhìn thấy Trương vâng lời Đức Chúa Trời. Thì tôi nói em rằng bắt đầu hãy nhớ, kể từ mốc này đổ đi, nếu ta quyết định vâng lời Chúa tuyệt đối, đọc Kinh Thánh thấy Chúa bảo ta làm gì hãy vâng lời Chúa tuyệt đối, amen. Chúng ta được phước, dòng dõi của chúng ta được phước, và thế gian sẽ nhờ dòng dõi của chúng ta mà được phước. Cho tôi nghe chữ amen, cho tôi nghe chữ amen. Cho nên anh em, phước hạnh phép lạ chỉ đến sau khi chúng ta vâng lời Chúa. Xin chúng ta đồng đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta đồng đứng lên đến với Chúa và cầu nguyện. Trước khi chúng ta cầu nguyện xin bất cứ điều gì thì hãy thành thật và nói với Chúa rằng xin tha thứ cho con vì con đã vâng lời Chúa nửa vời. Hai, con đã hoàn toàn chưa từng một lần vâng lời Chúa. Vì cứ đó cuộc đời con nên nông nổi này. Vì cứ đó đời sống của con nên nông nổi này.
Vì cái đó mà dòng dõi của con nên nông nỗi này. Và con cảm tạ Đức Chúa Trời vì lời của Ngài hôm nay cho con thấy tầm quan trọng của việc vâng phục lời của Chúa. Và chúng ta hãy thú thật với Chúa, đó là con đã theo Chúa, con đã biết Chúa từ lâu. Nhưng mà con chưa từng thấy phước của Chúa đến cuộc đời của con. Thay vào đó con thấy toàn sự rủa xả. Hãy nhìn vào chính cuộc đời của mình, phước hạnh hay rủa xả, chúng ta biết ngay. Tại sao cuộc đời của chúng ta đến nóng nỗi này? Tại sao cuộc đời của chúng ta bị trôi vào cái chỗ mà chúng ta chẳng bao giờ mong muốn? Nó đơn giản lắm anh em. Bắt đầu từ sự không vâng lời. Vậy con quay trở lại đây. Con đứng ở đó cầu nguyện với Chúa. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện với Chúa. Anh em, phước hạnh chỉ đến sau khi Chúa nhìn thấy chúng ta vâng lời Ngài tuyệt đối như Ngài nhìn thấy Abraham. Có những người ban đầu vâng lời Chúa tuyệt đối, nhưng khi Chúa bắt đầu ban phước thì họ lại bắt đầu vâng lời Chúa nữa rồi. Và thế là phước bắt đầu bay. Phước trở nên một điều gì đó như là họa lẫn lộn ở trong cái phước hạnh đó. Tại sao? Vì chúng ta đã không có đời sống vâng lời Chúa tuyệt đối mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Đừng chỉ là nhất thời anh em. Hãy cầu nguyện cho chính tôi, hãy cầu nguyện cho các bạn. Đó là thầy trò của chúng ta cần vâng lời Đức Chúa Trời cách tuyệt đối. Để chúng ta được Chúa ban phước, để dòng dõi ta đông như sao trên trời, như các bãi biển, để dân sự của Chúa trong bay phát triển, và để dòng dõi chúng ta đánh được, đánh chiếm được cửa thành quân nghịch, và để những người trong thế gian này, những người chỉ biết Chúa, nhờ chúng ta mà họ được phước. Ba mẹ chúng ta, anh chị em của chúng ta nhờ chúng ta mà được phước. Hallelujah. Hallelujah, Chúa ơi, xin giúp Chúa con. Chúa ơi, xin giúp Chúa con. Ê, shakakaramakakaramakata. Thần Linh ơi, xin mở tâm trí, mở mắt thuộc linh của chúng con, mở lỗ tai thiêng liêng của chúng con để chúng con nghe và biết, để rồi chúng con đối khác sự vâng lời tuyệt đối khi chúng con nghe lời của Ngài. Đừng để chúng con lấy nghe làm đủ, để rồi chúng con tiếp tục sống trong tự lừa dối mình, nhưng cho chúng con nghe và làm theo đi hỡi Chúa, để chúng con là những người được phước. Chúa ơi, giúp chúng con Ngài ơi. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.